Vâng, chào quý bà con. Thì hiện giờ Hùng và đội ngũ kỹ thuật của công ty đang tới vườn của anh Cường ở Cao Lãnh Đồng Tháp. Thì cái vườn này thì bây giờ là anh đang sử dụng cái sản phẩm mà ở bên em, đó là cái bộ xô nuôi trái 10 kg, rồi xô nuôi trái mít là 20 kg, kết hợp với là siêu cali hữu cơ, rồi mít sơ đen, rồi kết hợp là siêu áo giáp. Thì sau khi mà anh tưới được 3 cử rồi đó, thì anh thấy cái kết quả cái trái của mình nó như thế nào anh ha? Còn như so với mấy đợt trước không sử dụng thì như thấy hiệu quả rất là nhiều. Dạ. Coi như là tại trước đây không có rành, không có chuyên nghiệp, thì như bây giờ là đây sắp tới sẽ sử dụng của siêu thị cây giống luôn. Dạ. Của Vinafarm luôn. Dạ. Thì bây giờ là em sẽ hướng dẫn cho mình là từng bước để mình sử dụng cái phân bón mà cho nó hợp lý ha. Thì đầu tiên á, thì khi mà cái bông của mình như hiện tại cái bông này mình bỏ đi. Đó, thì cái bông của mình nó đã đang chuẩn bị mà nó bứt như thế này. Và những cái bông á, đặc biệt là khi mà cái bông của mình nó mới vừa nhú cửa gạ nó ra như cái này ha. Thì cái bước đầu tiên thì anh xịt ngừa giùm em là cái thằng mít sơ đen. Để cho ngăn ngừa nấm khuẩn sơ đen nó tấn công vào cái giai đoạn mà cái nõn trái của mình nó đang hình thành. Là cái giai đoạn này là nấm khuẩn sơ đen đầu này kia là nó sẽ xâm nhập vô. Còn mà cái trái của mình nó bự như thế này rồi á, là mình nó đã xâm nhập vô rồi. Thì mình bắt buộc á, thì cái sơ đen thì mình sẽ là ngừa trước, là khi mà cái bông của mình nó ra cỡ này, hoặc là nó nhỏ hơn một xíu, là khi mà nó cái cửa rà của mình á là nó đã trưởng thành rồi, thì bắt đầu là mình xịt đến ngăn ngừa nấm khuẩn sơ đen nó tấn công vào cái giai đoạn này. Rồi khi mà bằng cái hộp mít sơ đen đó, là cái hộp đó thì là mà là 500 gram, thì mình sẽ pha với liều lượng là 200 lít để mình xịt nó ngừa cho cái bông của mình nó ngăn chặn sơ đen. Là thì từ cái giai đoạn bông tới bây giờ hình trái thì nó từ 3-4 lần mình em ha. Rồi đối với mà cái khi mà cái trái cái bông của mình nó chuẩn bị bứt nở như vậy nha, chứ cái này là nó nở rồi đó. Cái này là mình xịt trước từ 1-2 ngày đó, là bằng giùm em là một cái cửa thích hợp để nó ngăn ngừa tiêu diệt những con sâu. Đặc biệt tại trong giai đoạn này thì mình thuốc sâu á thì mình sẽ không nó là can thiệp vô trong giai đoạn này. Thì giai đoạn vì cái giai đoạn này á là nó sẽ làm mà cho cái da trái của mình nó sẽ làm hư phấn, rồi khi thuốc gậy nó vô nó sẽ làm mà nấm da nấm trái của mình cho giai đoạn trái đang hình thành phấn. Nó thì mình xịt là ướt đều hết giùm em. Đó, mình có thể là kết hợp cộng chung với mít sơ đen. Đó, mình xịt luôn trong cái giai đoạn này giùm em luôn cũng được, để cho nó ngăn ngừa cái sơ đen nó tấn công và nấm khuẩn, rồi mình tiêu diệt luôn cả sâu này trong cái giai đoạn mà bông của mình nó đang hình thành và chuẩn bị nở như thế này. Đó, rồi sau khi á mà cái bông của mình nó xịt cái phần ở trên là mình xịt cái phần đó, còn ở bên dưới thì mình sẽ tưới cái bộ xô nuôi trái 20 kg giùm em. Đó, để cho nó nuôi cái trái của mình trong giai đoạn này. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn quan trọng nhất, đó là trong giai đoạn nuôi trái. Nếu mà chúng ta mà thiếu dinh dưỡng thì cái trái chúng ta nó sẽ bị méo. Thiếu canxi thì cái trái chúng ta nó cũng bị méo và nó bị vàng vàng cái đây. Thì trong giai đoạn này thì mình tập trung mình tưới giùm em là trong vòng 7-10 ngày mình tưới cho nó một lần. Tới khi mà cái trái của mình nó lớn được từ 5-7 kg thì bắt đầu mình giãn ra. Mình giãn ra là 10-15 ngày mình tưới giùm em một lần. Đó, đặc biệt là khi mà mình tưới cái bộ xô nuôi trái á, thì mình sẽ tại trong cái phần gốc này đó, mình sẽ cắt ra từ 4-5 tấc. Đó, mình tưới khu vực giáp dòng ở khu vực ở ngoài này giùm em, tại vì cái bộ rễ mà hấp thu nước dinh dưỡng á, thì nó sẽ bộ rễ cám nó sẽ nằm ở ngoài, tập trung ở ngoài nhiều hơn. Còn cái phần ở bên trong này thì bộ rễ cám không có. Đó, thì mình tưới giáp dòng khu vực ở ngoài thì cây của mình nó sẽ hấp thu vô nhanh hơn. Đó. Rồi khi mà mình tưới cái bộ xô nuôi trái đó thì trái của mình khi mà trưởng thành từ 3-4 kg rồi thì bắt đầu mình sẽ hỗ trợ thêm cho cây của mình là mỗi một gốc như thế vậy. Vậy là 200 gram hắc kim nano. Đó là 200 gram, là mỗi gốc 200 gram. Trong cái giai đoạn nuôi bông thì mình gãi một lần, và cái giai đoạn nuôi trái thì mình gãi thêm một lần nữa là hắc kim nano, thì mình sẽ gãi 2 lần trong cái giai đoạn mà bông và trái. Còn cái bộ xô nuôi trái 20 kg thì mình sẽ tưới định kỳ. Đó, từ 7-10 ngày, còn trái lớn thì mình giãn ra 10-15 ngày. Hỏi cái là giả sử như 300 gốc mít này mình tưới một đợt vậy là bao nhiêu nhiêu ký, coi như là 20 kg đó, đủ không? Đâu đủ.
300 gốc này thì 20 cái bộ số 20 kg đó là tưới dư lần được không? Dạ dư là dư sức. Tại vì mỗi một cái bộ của mình á là mình sẽ 5 kg đó, 4 bịch là 20 kg đó. 20 kg, cái bộ số 20 kg đó thì mình sẽ pha được cho tới là 10 ngày lít nước. Thì mình tưới cho mỗi gốc từ 5 tới 10 lít. Thì anh tính đi, 10.000 lít. Mười từ mình tới tưới được 10 từ 8.000 lít cho tới 10.000 lít. Thì một cái bộ đó là nó sẽ dư sức tưới cho 350 gốc ở trên cây của mình. Rồi một lần tưới đó không? Rồi dạ, dư... anh tính là anh mua luôn một lượt á không, khi trở lên mất công. Ý anh tính giả sử như bây giờ anh tính định kỳ như 10 ngày anh tưới lần đúng không, để nói nghe 10 ngày như một tháng là anh tưới 3 lần. Dạ. 3 lần là 60 kg. Dạ. Giả sử anh mua một lượt luôn, có tiền anh gửi tiền xuống mua một lượt anh trong vòng 3 tháng công đi tới lựa trả rồi công lù 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 đó. Dạ anh thì nó sẽ đỡ tốn tiền phí của mình khi mình lấy một lần. Ừ, chứ bây giờ anh mới Kim Ngân nó mới đi trả cái bao hạt Kim Nano lên kìa. Bây giờ anh nói sao nó không ngon, nó không giờ rải hạt Kim Nano gì đó. Dạ. Mới đem lên bao 25 kg bao bữa nay nè. Rồi đặc biệt á, khi mà mình rải phân á thì cái những cái bộ lá ở trên vườn của mình nè, mình sẽ gom nó lại, mình cuốn nó ra giữa hoặc là mình cho nó gom vô một góc một bên. Thì lúc đó mình tưới phân hay mình rải tưới thuốc ha, tưới cái bộ xô hay là mình rải thằng hắc kim gì nó cũng sẽ thấm xuống nhanh hơn. Đó, nó không có bị dính ở trên cái bề mặt cái lá. Ví dụ như bây giờ anh đang rải hắc kim đi, cái hộp hắc kim nó dính ở trên cái phần lá này, ở dưới này nó còn một số tầng lá nữa thì nó sẽ dính ra này, nó tan, nó thấm từ từ ở trên này, nó sẽ không thấm được ở dưới đất thì bộ rễ chúng ta nó sẽ không ăn được. Rồi khi mà mình tưới như vậy đó, bắt đầu nắng lên bắt đầu nó sẽ bốc hơi thì nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ phân của mình để cho cái cây nó hấp thu rất là nhiều. Ví dụ như mà 10 phần thì cái cây của mình tới mà xuống bộ rễ mà nó hấp thu được cái còn 6-7 à, còn 3 phần kia nó bị cái thằng nắng, ông nắng bốc hơi hết rồi. Giả sử như vậy tưới vậy được không, cái bịch 5 kg đó là theo tiếng mẹ em chỉ hướng dẫn là 5 kg bộ xô nuôi trái đó với 1 kg humic trùng, 1 kg humic bà kỳ. Dạ. Bỏ trong cái thùng bê đầy đó, cho vậy nước ra đầy. Dạ. Rồi mỗi lần anh tưới là bằng cái thùng rút sen mình á là đầy vô đó 1 lít, rồi anh chế đầy đi cho không như em hướng dẫn là 4 tiếng rồi đó quay máy bét tưới rồi nữa luôn được không? À, được anh, khi mà anh vô anh tưới là bằng cái thùng dồi rồi đó, thì anh tưới xong giáp cái vườn của mình rồi. Thì bắt đầu là mình sẽ bật cái bét lên mình tưới, thì xả thêm một lần nữa đặng cho thuốc của mình nó thấm sâu cho nó hòa tan và nó thấm sâu dưới đất hơn để cho cái rễ của mình nó mau hấp thu hơn. Còn mình tưới bây dạng như hồi nãy là anh tưới anh pha kiểu đó là anh tưới đậm đặc thì bắt buộc mình phải xả loãng lại một cái nữa thì cái cây của mình nó mới hấp thu nhanh được. Rồi vậy là anh hãy làm tưới vậy đi cho nó dễ, tại hiện là hổm rạng tưới vậy đó. Anh tưới quậy trong thùng bê đúng không? Dạ. Xong rồi anh lấy một lần cái thùng lít á, anh chế vô cái thùng múc thùng sen đầy á, anh chế vòng đây cái rồi 5 tiếng hồ sau anh quay vé dầu tưới lại xương cái. Dạ. Rồi cái phần mà trước khi của mình mà bắt đầu mình tiễn trái mình vô trong cái bao này đó, thì anh cũng phải xịt lại giùm em là thêm một cái cử nữa, đó là mình cộng chung là cái mảnh tướng sâu bọ nhện đó, cộng chung là thần dược bự tí mít. À, rồi siêu amino ha, để mình làm cho mình tiêu diệt ngừa nấm khuẩn sâu đầy ha, ở trên cái tái của mình lần cuối đó, để cho làm cái tái của mình nó hạn chế được sâu đầy, cái trứng đầu này kia nó còn động lại khi mà vô bịch nó bắt đầu nó sẽ nở ra nó tấn công. Còn canxi bo với siêu amino nó sẽ làm cho cái trái của mình đó là, thứ nhất canxi nó sẽ làm dễ cuốn chống bể gai. À, còn siêu amino nó sẽ làm xanh gai xanh trái cho mình đó, trước khi mình xịt một cử thích hợp nữa rồi bắt đầu mình phải hai bao trái là được. Còn định kỳ ở dưới thì cứ 7 ngày tới 10 ngày là mình tưới giùm em cái bộ xô là được thôi đó. Hiện bây giờ là anh thấy nhìn so với cái vườn này là coi như cái cây mít thì tương đối không, nhưng mà nó vậy là đã tới là ngưng là xài theo định kỳ của em thôi. Dạ là xong rồi. Với một cái khuyết điểm của vườn mình đó, thì khi mà hồi nãy lúc mà em vô em đi từ xa là em thấy cái bộ lá của mình rồi, là em nghĩ là cái cây của mình nó dư đạm. Thì thật sự vô trong cái vườn mình thì có một số cây là hiện giờ nó đang xì mũ do dư đạm, như chỉ số đạm của mình nó cao đó, thì anh gã những cái loại NPK kia thì giờ nói chung thì em cũng không có nấu lên được. Nhưng mà khi mà em thấy á, vô thấy là em hỏi anh đang sử dụng phân gì
thì anh nói là phân loại đó thì chính xác như là cái loại em nói. Thì bây giờ là mình sẽ ngưng cái phần đó, nếu mà sử dụng cái bộ mà xô nuôi cái bên em thì đi theo đúng quy trình thì mình sẽ không cần hỗ trợ thêm bất cứ cái dòng sản phẩm ở ngoài nào nữa, tại vì cái dòng sản phẩm của mình nó đã đủ khả năng để nó nuôi trái, nó dưỡng cây cho mình luôn rồi. Thì bây giờ anh mới nói là lỡ không, anh mới nói là lỡ anh mua rồi bây giờ là rải hết đó luôn, là ngưng luôn rồi, bởi vậy là mấy em mới nhờ lên tư vấn lại cái nữa đó cho dạ. Cứu cho để đó. Như lại cây mít thì có thể 4 trái bình thường đúng không? Dạ, đối với cái cây này thì bây giờ là 2 năm rưỡi rồi, tới Tết này nó được 3 năm thì cây này mà để tầm 3 tới 4 trái như thế này là nó đủ sức cái nuôi rồi. Thấy không? Tùy theo cái cây của mình, mình dòm theo cái cây, cái sức nuôi cái cây của mình, cành nhánh của mình nó như thế nào rồi mình sẽ để trái chọn lựa cho nó hợp nhất. Còn như cái vườn này thì chỉ em thấy là cây nào nó cũng đều như nhau hết. Đó, thì mình để từ 3 tới 4 trái đều được hết á. Có cây hợp đi qua đây, có cây nó bị gì thế nó hơi tàn nè. Rồi xong cái phần này ha. Rồi.